Chào các bạn, chào mừng đến với đồ chơi di động chấm cơm. Thì trong clip này thì mình sẽ cho các bạn xem qua cái chiếc ốp lưng chống sốc của S10 5G. Đây là dạng ốp lưng cứng trong và cái viền của nó là có màu. Ở đây trên hình của chúng ta sẽ có bốn màu như thế này. Nếu mà thấy cái viền nó sẽ là viền cao su nhé bạn, cao su dẻo đó, chúng ta sẽ dễ gắn dễ gỡ và đặc biệt là nó dày chống sốc rất là tốt. Các bạn rớt là hoàn toàn an tâm, nó rất là êm. Đây là mặt lưng của nó là bằng nhựa và giả kính nên rất là trong, các bạn trong như và cái loại này thì nó sẽ không có bị vàng, tức là bạn dùng bao lâu thì nó cũng không có vàng, có thể là trong quá trình dùng thì nó sẽ hơi xước một chút xíu nhưng mà không đến nổi, bởi vì các bạn thấy sao? Tại vì cái ốp này á, thì cái viền của nó là nó cao hơn cái mặt trong ở cái mặt lưng cứng trong ở phía trong đó, thì do đó thì nó sẽ khi đặt lên mặt bàn như thế này thì nó không có chạm vô cái bàn thì nó sẽ hạn chế trầy hơn. Và đặc biệt khi đó thì nó cái cụm camera các bạn thấy là cái viền của nó nè, cái viền nó làm đã cao hơn rồi mà nó còn thêm một cái lớp viền ở đây nữa nè, viền camera cao hơn, thêm lớp viền ốp ngoài này nó cao hơn nữa, tức là cao gấp đôi lên như thế này thì chúng ta đặt lên mặt bàn nó thì nó cũng sẽ không có bị chạm đó, thì camera nó sẽ đỡ trầy hơn, nó không bị trầy. Đây là cái phần đáy ở phía bên dưới, chúng ta sẽ xem qua cái phần chân sạc ở dưới này đó, các bạn thấy viền rất là dày dặn, phần đỉnh ở phía trên, nút bấm thì làm nổi luôn này. Đây là màu đen, màu trắng, và chúng ta sẽ có màu đỏ như này, rất là đẹp. Các bạn thân mến, cái phần giới thiệu chiếc ốp lưng S10 5G dạng chống sốc lưng trong viền màu đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip khác của đồ chơi di động.com.